được chưa? Giật đi, giật chưa? Trong tay đi, trong tay đi. Ok, trong tay, tao cho đi chạy vòng quanh chúng ta mà. Bóng đá mà. Bóng đá mà. Đuổi này. Đây là vận động viên của tổ 12. Khả năng là sẽ được giải quần áo đẹp. Nào nhắc nhắc nhắc, đứng xa ra tí đi. Cô đứng xa ra tí cô ơi. Tổ 12 thi đấu với tổ 14. Mười bốn là quần áo đỏ. Làm đi, mình cứ chuẩn bị rồi. Chưa xong à? Chuẩn bị. Nhả dây đi. Giật đi đi. Đổ người ra sau, đổ người ra sau. Đổ người ra sau. Ôi giời. Tổ 14 rất là khỏe. Tổ 14 khỏe. Tổ 3 khỏe. Xin mời tổ 16 và tổ 8. Trận tiếp theo là tổ 8 và tổ 16. Đây là tổ 16. Các chiến binh sao vàng tổ 16. Chưa chưa, từ từ. Nhớ là giật trước nhá. Giật luôn. Như vậy là tổ 8 vẫn là khỏe hơn. Không được, mất cả rồi. Càng chật. Tổ 8 khỏe quá rồi. Tổ 8 quá khỏe. Tiếp theo là keo thứ 2, tổ 8 và tổ 16. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Đây là trận bán kết. Tổ 8 rất khỏe. Xin tôi xin mời tổ 14 và tổ 5. Tổ 16 sẽ nhận 3. Đây là bán kết 2. Bán kết 2 giữa tổ 5 và tổ 14. Trận bán kết 2. Giật đi.
heo thứ ba. Hai đội bốc thăm để nói chung là Bà Đông thì được làm cho tổ 14 được kéo thêm một trận nữa. Như vậy là hai đội hòa một đều. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đây rồi. Đang ngồi 1-2 phút đã. Như vậy là phân chia thắng bại ở kèo thứ ba. Tổ 14 và tổ 5, kèo thứ ba. Đây là trận tranh giải huy chương đồng giải 3 giữa đội tổ 5 và tổ 16. Ghim lại, ghim lại. Như vậy là keo thứ nhất tổ 16 thua. Tổ 5 sẵn sàng chưa? Tiếp theo là hiệp thứ hai tranh giải 3 giữa tổ 5 và tổ 16. Tổ 5 thắng 2 kèo, chiến thắng giải 3. Tiếp theo là trận chung kết giữa tổ 8 và tổ 14. Nhắc cho tôi cái nào, khán giả hai bên đứng xa 5 phút. Sẽ xem hiệp 2. Khán giả đứng ra, đứng xa ra. Tranh giải nhất giữa tổ 8 và tổ 14. Như vậy, nhà vô địch là tổ 14. Điều đó phản ảnh hàng ngày nhân dân tổ 14 phải leo dốc lên đỉnh núi, chân rất khỏe. Đây là gương mặt của tổ 8 chấp nhận giải nhì huy chương bạc. Không phục vinh dự chứ. Đồng chí phát biểu cảm tưởng ạ. Đề nghị đồng chí phát biểu cảm tưởng ạ. Trước tiên là phải cảm ơn Ban phường Liên Quang đã tổ chức một cái hội thi đại hội thể dục thể thao cấp phường lần thứ 6, rất là vui, rất là phù hợp với cái nguyện vọng của tất cả các vận động viên và con nhân dân của phường Tân Quang. Và hôm nay chúng tôi khẳng định là việc tổ chức của chúng ta đã hoàn thành công rực rỡ. Vâng, cảm ơn chị ạ.